Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự về chủ đề tình trạng vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên. Trong mục Nơi đẹp duyên nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ với một gia đình ở xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, cả ba thế hệ cùng yêu thích nghệ thuật hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng tuổi vị thành niên, tức người chưa đủ 18 tuổi, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, để lại những lo lắng và cả những hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội. Còn bản thân các em bị ảnh hưởng đến tính mạng hoặc vướng vào vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ. Đã hơn 2 tháng kể từ khi người con trai đầu lòng tử vong, không khí tang thương vẫn bao trùm trong gia đình ông Phạm Văn Tuấn ở thôn Hoàng Chanh, xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ. Người con đầu lòng mới tuổi đôi mươi của ông đã vĩnh viễn ra đi trong một vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Minh Hoàng vào đêm ngày 28 tháng 8 vừa qua. Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, các đối tượng từ 14 đến 21 tuổi ở xã Nhật Tân và Minh Hoàng đã xảy ra xích mích, sử dụng hung khí nguy hiểm dẫn đến một người tử vong. Ông Phạm Văn Quang, người chứng kiến sự việc, vẫn còn thấy ám ảnh. Thấy chúng nó đuổi nhau từ đây về đến đây, nó đâm vào trong nhà này, rồi thấy nó manh động. Con em đi lại làm ăn rồi lọ kia thì đôi khi là có khi là va quẹt vớ vẩn, rồi có khi là chúng nó với những cái tính chất manh động thế rồi nó chơi ngay. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan công an đang tạm giữ 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng dưới 18 tuổi để điều tra về hành vi giết người, một đối tượng chưa đầy 14 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn. Thanh niên gây gổ đánh nhau gây án mạng xảy ra tại xã Minh Hoàng vừa qua chỉ là một trong số nhiều vụ việc liên quan đến độ tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật. Điều đáng buồn là độ tuổi vi phạm ngày càng trẻ, mức độ phạm tội nguy hiểm, gia tăng tình trạng phạm tội theo nhóm. Trong 2 tháng gần đây, trên địa bàn huyện Tiên Lữ xảy ra 2 vụ cố ý gây thương tích với sự tham gia của hàng chục thanh niên độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi tụ tập thành nhóm ngay cả khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp gây bức xúc trong xã hội. Nguyễn Văn Hiếu, 17 tuổi, ở xã Ngô Quyền là một trong số nhiều thanh niên tham gia vụ đánh nhau vào tối ngày 20 tháng 10 vừa qua tại thị trấn Vương do rượu say dẫn đến tâm lý bị kích động. Bản thân của em có rượu trong người nên không làm chủ được bản thân ạ. Lúc đó bọn em có nhớ là bọn em sử dụng những cái gì để sử dụng để đánh nhau không? Có bạn Nguyễn Quang Vịnh thì cầm dây điện để vụt bên kia. Bọn em thì có cầm cốc đập vào đầu người ta. Đánh nhau thì em có biết hậu quả liên quan đến pháp luật của nhà nước không? Dạ, em sai quá nên em không nghĩ đến đấy. Tuy các đối tượng còn nhỏ tuổi và nửa tuổi vị thành niên nhưng mà các đối tượng đã có thể lập nhóm đi từng đoàn xe máy với nhau để có thể gây gổ trực tiếp đến các đối tượng đang đi trên đường. Tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành các nhóm, điều khiển xe máy với tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, rồi ghi lại hình ảnh sau đó chia sẻ lên các hội nhóm trên mạng xã hội. Vừa qua, Công an huyện Kim Động đã mật phục bắt giữ hàng chục thanh thiếu niên gây ra các vụ việc trên. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 9, Công an huyện Kim Động kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên dưới 18 tuổi ở xã Nhân La và Chính Nghĩa mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, có ý định hỗn chiến với nhau. Chửi nhau trên phút trước, xong đi đường mới gặp mới đánh. Những cái đồ vật mà bọn cháu cầm đi để gây trật tự công cộng hay là lấy từ đâu? Bọn cháu mua đồ về làm xong bọn cháu để nhà xong bọn cháu cầm đi. Mua những cái gì? Mua dao, cả tiếp. Địa bàn Kim Động trong năm vừa rồi đã xử lý khoảng độ 69 vụ việc liên quan đến thanh thiếu niên hư, trong đó có cả nam và nữ trên 16 tuổi đến 18 tuổi chiếm một độ tầm 50%, độ tuổi mà dưới 16 là chiếm một độ 30%. Nguyên nhân chủ yếu là gia đình, nhà trường với cả xã hội chưa quyết liệt, và một số trẻ em hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, lại nêu nổi mải chơi rượu chè cờ bạc dẫn đến hành vi vi phạm trên. Theo thống kê của Công an tỉnh, tính đến hết tháng 10 năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 43 vụ với 151 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trong đó có 2 vụ án nghiêm trọng xảy ra ở huyện Yên Mỹ và huyện Phù Cừ. So với cùng kỳ năm trước tăng gần 20 vụ và tăng gần 100 đối tượng.
hành vi vi phạm chủ yếu là cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy. Độ tuổi vị thành niên tâm sinh lý chưa ổn định, chưa nhận thức đầy đủ về những hành vi vi phạm pháp luật của mình và những hậu quả sau đó. Vì thế cần có sự quản lý tốt, sự giáo dục thường xuyên và định hướng đúng đắn của gia đình, nhà trường và cả xã hội. Chúng ta phòng chống dịch là một, thứ hai nữa là chúng ta không tụ tập bạn bè, rồi là không tham gia vào các cái tệ nạn xã hội theo sự lôi kéo nhé của các bạn bè khác. Đó là những lời nhắc nhở, dặn dò của thầy cô trường Trung học phổ thông Kim Động sau cuối mỗi buổi học trực tuyến. Trước lo ngại học sinh nghỉ dài ngày ở nhà có nguy cơ tham gia vào các hoạt động không lành mạnh, vi phạm pháp luật, ban giám hiệu nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuyên truyền đến cho học sinh và cũng sẽ mời các chuyên gia tư vấn về tâm lý, nói chuyện, trao đổi với các em học sinh để các em nhận thức càng ngày càng sâu sắc hơn về những cái vấn đề tai tệ nạn xã hội, rồi bạo lực học đường. Lứa tuổi vị thành niên dễ bị lôi kéo vào những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho độ tuổi này. Đẩy mạnh cái việc xây dựng các cái chuyên trang, chuyên mục và thông tin đến các điều luật, phổ biến giáo dục pháp luật đến thanh thiếu niên bằng các cái hình thức đa dạng phong phú trên cả mạng xã hội hoặc là trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều em còn bị ảnh hưởng tâm lý từ các trào lưu độc hại, phim ảnh, bạo lực, văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng Internet, mạng xã hội và các loại hình kinh doanh giải trí không lành mạnh. Bởi vậy, các ngành chức năng cần có sự quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các hoạt động này. Chúng tôi cũng tiến hành vận động quần chúng nhân dân phát hiện sớm các đối tượng có hành vi rủ rê, lôi kéo các thanh thiếu niên vào con đường phạm tội. Từ đó để chúng tôi có biện pháp ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mong rằng thời gian tới, dư luận không còn phải chứng kiến nhiều người trẻ vướng vào vòng lao lý bởi những hành vi vi phạm pháp luật. Từ lâu, người dân thôn Duyệt Văn, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ đã gọi gia đình bà Hoàng Thị Linh là gia đình hát chèo. Bởi nhiều năm nay, trong các buổi biểu diễn văn nghệ của địa phương cũng như là các hội thi văn nghệ thì không thể thiếu sự tham gia của các thành viên trong gia đình bà. Cả ba thế hệ đều có chung một tình yêu, niềm đam mê đối với hát chèo và họ đang cùng nhau gìn giữ, bảo tồn giá trị tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Những âm thanh này vọng ra từ ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Linh đã trở nên quá quen thuộc với những người dân thôn Duyệt Văn. Cứ vào mỗi dịp cuối tuần hay thời gian rảnh, cả gia đình bà Linh lại quây quần bên nhau và cùng nhau cất lên tiếng hát, cùng nhau xây sư luyện tập các làn điệu chèo truyền thống. Bà Hoàng Thị Linh vốn đã có mối duyên với hát chèo vì từ khi còn rất nhỏ, bà đã được biết đến môn nghệ thuật truyền thống này do có cha là người đam mê và tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ chèo của xã. Bà thường xuyên được nghe hát chèo, ngấm chèo và tình yêu với nó ngày càng lớn dần hơn. Tôi rất là đam mê môn nghệ thuật chèo này. Đây là một môn nghệ thuật truyền thống. Tôi cũng dạy bảo các con rồi các cháu để cho các cháu nó gìn giữ lại môn nghệ thuật chèo. Chồng bà Linh cũng là người có cùng chung niềm đam mê hát chèo nên cả hai đã cùng nhau cháy hết mình, say mê cống hiến với bộ môn nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương. Mặc dù không được đào tạo bài bản hay qua trường lớp nào, nhưng với tình yêu, sự đam mê, ông bà đã tự tìm tòi học hỏi. Những lúc rảnh, bà Linh lại dành thời gian để trò chuyện và hướng dẫn các cháu hát các làn điệu chèo cổ. Tuy còn nhỏ, nhưng hai cháu nội của bà Linh cũng rất đam mê và có thể hát thành thục các làn điệu chèo. Cháu rất thích chèo ạ. Cháu biết hát chèo từ hồi bé vì cháu nghe bà cháu hát chèo nhiều và bà cháu cũng dạy cháu nhiều ạ. Con rất thích chèo ạ. Con ước mơ mãi cứ sẽ là một nhà nghệ thuật chèo ạ. Đặc biệt, gia đình bà Linh còn tích cực tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ văn nghệ của thôn xã, thường xuyên tham gia các sự kiện văn hóa văn nghệ, các hội diễn và đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiêu biểu là giải A liên hoan tiếng hát chèo ca trù chống quân tỉnh năm 2014, giải B tiếng hát người cao tuổi huyện Phù Cừ năm 2021. Gia đình nhà bà Linh nuôi cuốn hút được cái phong trào của
người cao tuổi. Chúng tôi rất trân trọng cái sự đóng góp và cái nhiệt tình của ông bà Linh đối với cái phong trào văn nghệ của xã Minh Tân chúng tôi. Để cổ vũ động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19, mới đây bà Linh đã cùng chồng soạn lời và thu âm một bài hát chèo có tựa đề Tuyến đầu chống dịch, với mong muốn có thể đem tiếng hát của mình góp phần vào công tác tuyên truyền phòng dịch, cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.